Với chủ đề vẻ đẹp của sự bản lĩnh, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2024 không chỉ là sân chơi sắc đẹp chuyên nghiệp mang tầm quốc gia, mà đây còn là nơi giúp các nữ doanh nhân nâng tầm giá trị bản thân, nâng cao nét đẹp tri thức và khai phá bản lĩnh cá nhân, cống hiến cho cộng đồng của người phụ nữ thời đại mới. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Bình Thuận với mong muốn lan tỏa và quảng bá những giá trị đặc trưng về cảnh sắc và con người của vùng đất biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Có những cảnh rất là đẹp như những bầu cát trắng, bầu cát vàng và bãi biển tại Lê Đây và một số danh lam thắng cảnh ở đây rất là có ấn tượng sâu với tôi. Tôi cũng muốn là quảng bá đến tất cả du khách trong và ngoài nước biết đến Bình Thuận, một nơi rất là đáng đến và sẽ ghi lại dấu ấn sâu đến những du khách tại đây, giống như bản thân tôi. Do vậy, tôi lựa chọn Bình Thuận là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2024. Nhiều điểm đến ấn tượng cùng với những trải nghiệm tuyệt vời giữa nắng, gió, biển và cát hòa quyện giữa thiên nhiên đất trời đã giúp các nữ doanh nhân tự tin, sẵn sàng tinh thần tốt nhất để thể hiện sự kiêu hãnh, bản lĩnh và tài năng của mình. Đến vùng đất Bình Thuận, mình thấy cảnh ở đây rất là đẹp. Có những cái cảnh sa mạc giống như là tiểu sa mạc của Sahara. Và đặc biệt là con người ở đây rất là dễ mến. Và từ đó là truyền cho mình một cái động lực để thi tốt. Có những thí sinh đã đến và chưa từng đến Bình Thuận. Nhưng khi đặt chân đến đây, hầu hết đều có những cảm nhận ấn tượng về mảnh đất xinh đẹp, hiền hòa và hiếu khách này. Đây là lần đầu tiên tôi được vinh dự đến mảnh đất Bình Thuận. Và thực sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi, Bình Thuận quá đẹp các bạn ạ. Và thực sự Bình Thuận xứng tầm để có thể quảng bá cho du lịch Việt Nam. Tôi tin rằng đây là một điểm đến cực kỳ lý tưởng cho các bạn nếu mà thích gió, nắng và những đồi cát xinh đẹp như thế này. Rất là hoành tráng và được tổ chức ở tại một thành phố biển xinh đẹp. Và đặc biệt là em là một người rất là thích biển và một thành phố biển quá là xinh đẹp, thì em cũng muốn là giới thiệu tới cái vùng đất biển Việt Nam mình tới những con người Việt Nam nói chung và bạn bè thế giới nói riêng. Và em muốn giới thiệu tới một vùng đất quá là xinh đẹp, biển xanh, cát trắng và con người nơi đây thì rất là thân thiện. Ngoài Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2024, nhiều cuộc thi danh tiếng như Hoa hậu Doanh nhân ASEAN, Mr. Vietnam Fashion Show, Miss Grand Vietnam liên tiếp được tổ chức tại Bình Thuận trong thời gian gần đây đã chứng minh được thế mạnh của vùng đất đa dạng về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa cũng như các loại hình du lịch đặc trưng. Bình Thuận là địa điểm du lịch rất là nổi tiếng và Bình Thuận có những bãi biển đẹp, thơ mộng, lãng mạn, những đồi cát vàng tuyệt đẹp và bên cạnh đó thì Bình Thuận còn có một nền văn hóa đặc sắc. Con người Bình Thuận thì hiền hòa, hiếu khách. Đó là tiêu chí mà chúng tôi đã chọn Bình Thuận là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2024. Và với cuộc thi này thì chúng tôi mong muốn là giới thiệu vẻ đẹp của Bình Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Liên tục được tổ chức thành công và để lại nhiều dấu ấn đặc sắc, tỉnh đã trở thành điểm đến ấn tượng của các cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc gia. Với hành trình của du lịch xanh phát triển bền vững, những sự kiện này đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất và người Bình Thuận đối với du khách trong nước cũng như quốc tế. Qua đó, tạo hiệu ứng tốt cho công tác kích cầu du lịch, góp phần đưa ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong ba trụ cột kinh tế của tỉnh.